cũng như em nói mấy anh coi trên chương trình Mảnh Ghép Yêu Thương này nè. Em có lên chương trình nè, em nói nếu anh nào thương em thì đến với em không có cần gì hết, chỉ cần là anh cũng như là công việc của anh được ổn định, anh có một cái nhà cho dù là nhỏ hay lớn gì, em cũng chấp nhận về với anh. Rồi, tiến chào tất cả cô chú anh chị em nha. Thì hôm nay thì có một người chị để đến đây tham gia chương trình. Dạ, em chào chị nha. Chị chào Mảnh Ghép Yêu Thương. Dạ. Chị giới thiệu đi, chị tên gì rồi đến từ đâu? Chị tên Trần Thị Kim Nha. Đến từ thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Dạ. Thì nói chung ra thì chị thì cũng từ Long Xuyên đến xuống Tiến thì cũng không có xa. Thì chị kể về chút xíu về công việc hay là hoàn cảnh của mình đi chị. Hoàn cảnh của chị thì chị có gia đình. Có gia đình. Nhưng mà không có kết hôn. Dạ. Có gia đình mà không có kết hôn. Dạ đúng. Chị chia tay bao lâu rồi chị? 25 năm rồi. 25 năm. Dạ đúng. Trong cái khoảng thời gian 25 năm đó chị có quen một anh nào nữa không? Không quen. Dạ. Chị ở gì tới giờ luôn? Chị có mấy người con? Chị có một thằng con trai. Một người con trai? Dạ. 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 Hiện giờ cái công việc của chị làm cái gì? Chị thợ may. Thợ may? Dạ. Thợ may coi như là mình may tại nhà hay là... Chị may tại nhà. Chị may tại nhà hả? Dạ. Công việc đó có ổn lắm không chị? Ổn. Vậy là cái nghề thu nhập chính của chị là làm may đồ. Dạ đúng. Dạ. Chị kể về chút xíu về cái tánh tình của chị đi. Tánh của chị thì hòa đồng. Hòa đồng. Không có nóng nảy. Có chuyện gì thì chị nói thôi. Còn chị thì rồi chị bài bạc rượu chè thì chị không có có. Dạ. Chị lo làm ăn không à. Rồi chị có tật xấu nào không? Không, chị không có gì hết. Chị chủ yếu là chị lo làm ăn kiếm tiền thôi. Chị lo ăn kiếm tiền thôi. Chị không có tật xấu nào chưa hả? Không, không. Chị xem kênh của Tiến, chị có để được anh nào chưa? Chị xem kênh của em thì chị để ý anh Tâm Nguyễn. Tâm Nguyễn. Dạ. Dạ. Chị thấy anh Tâm Nguyễn như thế nào? Cũng như thứ nhất là ảnh lớn tuổi chị thích. Dạ. Rồi ảnh nói chuyện chững chạc hiền. Dạ. Rồi thứ nhất thứ hai nữa cũng như chị nghe ảnh nói là tài sản của ảnh thì ảnh cho con hết rồi. Sau này ảnh về Việt Nam sống. Ảnh sẽ mua nhà. Thì chị có nói với em là cái chân kiếm là cũng như nhà nhỏ nhà lớn thì chị cũng chấp nhận. Không có cần những già những nghèo gì. Miễn có cái nhà ở đừng có mướn được là chị thích chị. Hiện giờ chị có nhà không? Không, chị không có nhà. Chị không có nhà? Dạ đúng. Chị ở thuê hay nhà thuê hả? Đúng rồi, chị ở trọ. Ở trọ. Mình thuê trọ vậy là một tháng bao nhiêu chị? Chị thuê trọ một tháng 800. Là cái đó tiền chưa tính tiền điện tiền nước ha. Dạ đúng rồi. Thì chạy ra con chịu mấy rồi? Không tới, không chưa tới anh chị. Tiền điện tiền nước nên chị. Dạ mà chưa tới anh chịu. Chưa tới anh chịu. Dạ đúng. Còn khoảng 900 hả? Chị chẳng nói chung ra là
Rồi bây giờ cho em hỏi là thí dụ đi. Dạ. Thí dụ mà anh Tâm Nguyễn mình không có duyên đến với anh Tâm Nguyễn thì có thể có anh nào ở trong nước thương chị có chấp nhận không? Chấp nhận. Thì nếu mà chị chấp nhận thì chị nói lên đi, nói lên chị cần gì và muốn những gì thì chị phải nói hết lên để cho mấy anh đó hiểu được, có thể nghe được cái lời của chị, có thể đáp ứng được theo yêu cầu của chị không? Cũng như mấy anh nào mà có coi chương trình của em á, thì em lên đây em kết nối á, thì hoàn cảnh của em cũng rất là khổ. Không có nhà thì ở nhà mướn thôi. Thì anh nào thương em giá tỷ, có nhà lớn nhà nhỏ gì em cũng đến. Không cần anh giàu hay nghèo gì hết. Chỉ có cái nhà là đủ rồi. Mình lo làm ăn kiếm tiền, vợ chồng chung sống với nhau. Chỉ là bao nhiêu thôi? Dạ đúng rồi. Tính tình như thế nào chị muốn một người đàn một người bạn đời mình đó thì anh, tính tình như thế nào? Anh hiền lương, anh thương chị là được rồi. Hiền lương. Dạ. Thương chị là được. Dạ. Ngoài ra chị không đòi hỏi gì thêm. Đúng, chị không cần giàu nghèo đâu, miễn lo cho chị một khoảng đời còn lại tới chết thôi là được. Lo chị một khoảng đời còn lại thôi ha. Dạ. Chị nói chung ra là hiện giờ là chị ở trọ. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ em hỏi chị luôn, thì chị thích anh đó là ở ở trong miền Tây này hay là ở ngoài Bắc hay là ở ngoài Huế, ví dụ ở trong nước mình chỗ nào cũng được, hay là mình có phân biệt là phải ở chỗ nào không chị? Cũng như là chị không có thích người miền ngoài. Hả? Chị không có thích người miền ngoài. Là chị thích ở miền Tây. Đúng rồi, thành phố cũng được. Từ thành phố Hồ Chí Minh đổ về đây. Dạ đúng rồi. Còn nói chung ra là xa nữa là chị không thích. Dạ. Từ thành phố ở đổ về ở miền Tây là tỉnh nào chị cũng được đi đến hết. Đồng Tháp. Cà Mau. Cà Mau với chị xa quá hả? Coi như là chị tính là sao nó thành phố thì nó cũng với Cà Mau nữa cũng ngang ngửa rồi. Cà Mau xa hơn chút xíu hả? Nhưng mà Cà Mau là mấy người miền ngoài nhiều lắm. Dạ. Chị không thích. Đâu có, nói chung là em nói chị như thế này, ăn thua là cái bản tính của mỗi người. Thì em nói chị như thế này nè, lên chương trình của em ở đây á, thì thứ nhất là em không có ghép đôi với chị với ai hết. Nhưng mà cái đó là em là chỉ một người chia sẻ thông tin thôi. Còn chị muốn đến với ai và muốn sống với ai thì đó là quyền của chị. Chị tìm hiểu, trước tiên là phải chị tìm hiểu cho nó kỹ hơn, để coi cái người đó có phù hợp với mình không, tính tình anh đó như thế nào đó. Thì để thôi sau này thì chị đến với nhau á thì nó không được như ý muốn của mình, rồi lại chia tay một lần nữa thì nó làm cái mất đi thời gian của mình. Thì chị thì cũng đã hàng 40 mấy rồi, đúng không? Hả? Chị 55 rồi. Vậy chị 55 tuổi rồi. 55 tuổi rồi, 55 tuổi đó. 55 tuổi thì cái thời gian của mình thì nó không còn được dài nữa. Dạ. Thì mình hãy, trước khi mình muốn đến anh nào thì em cũng khuyên ai cũng vậy, tất cả cô chú anh chị em không phải là anh chị, thì muốn đến với người đó phải tìm hiểu cho kỹ hơn. Dạ, đúng đó. Rồi. Dạ. Thì tóm lại là chị chọn thành phố đổ đây, mà nếu gần thì tốt. Đúng Đồng rồi. Tháp, Cần Thơ, Vĩnh Long được không chị? Được. Kiên Giang cũng được nữa ha. Dạ, Kiên là Giang coi như là vòng vòng đây thôi. Dạ. Kiên Giang, Châu An Đốc, Giang, Châu Đốc được luôn. Dạ. Chứ ngoài ra xa quá thì chị không thích. Dạ, đúng rồi. Em nói chuyện như thế này nè, thí dụ mà có anh đó thiệt ở thiệt xa, nhưng mà ảnh biết yêu thương lo lắng chăm sóc cho chị. Không lẽ chị không chịu? Đúng nói không? Nói chung là như vậy. Đừng có nói tiếng rồi em hiểu. Trung hoặc là người Hải hoặc là người Bắc, chị không có chịu.
kiểu tiếng đó. Nhưng mà anh ta ở xa đó nhưng mà nói tiếng miền Tây như chị thì được. Ý của chị vậy. Để chị vậy ha. Dạ đúng. Thường thường thì ông bà xưa nói đó, thì có chồng thì phải đi theo chồng. Dạ đúng rồi. Thì mình làm phụ nữ thì cảm thấy anh nào dù cho anh đó ở xa nhưng mà anh đó biết thương yêu chị nè, biết quan tâm chị nè, thì chị cứ đi thôi chứ đâu có gì đâu. Dạ. Chỗ nào cũng sống được hết, nhưng dạ. mà quan trọng ở đây chứ, thí dụ chị có chồng ở sát bên đây đi, chị không muốn đi xa nhưng mà ảnh đối xử với chị không tốt đó, thì cũng như không. Dạ. Chị sống cũng đâu có gọi là vui vẻ và hạnh phúc đâu, dạ, đúng không? Dạ. Đó. Quan trọng ở đây là chị kiếm một người đối xử chị tốt, làm cho chị vui đó, thì cái vấn đề để mà đi ở đâu thì nói chung ra cái chuyện nó không ngại. Dạ. Ngại cái chỗ đó chị kiếm không đúng người. Đúng. Là ngại chỗ đó thôi. Dạ. Rồi em cũng nói luôn, thí dụ có người muốn đến với chị rồi chị có phải bắt anh đó làm tổ chức một cái đám cưới không? Có, kết hôn đàng hoàng. Không, cái chuyện kết hôn là chuyện bình thường. Dạ. Ý nói là tổ chức một buổi tiệc, một cái đám cưới nào đó. Đúng. Hai ba bàn hay gì cũng được. Không hai ba bàn hết. Thôi ha. Dạ, không sao hết. Năm bàn trở lại. Dạ, năm bàn trở lại, không sao hết. Rồi bắt dạ. phải đi nhiêu vàng không? Không. Không hả? Trời ơi, tùy thôi mà. Tùy thôi ha. Dạ. Tùy miễn thương chị lo cho chị hết vấn đề. Thương chị lo chị thì những anh nào có tiền, tiếng thương tiếng lo là nó nhiều cái nghĩa lắm chị. Dạ. Chị thấy người ta thương là thương có tấm lòng không nè. Dạ. Đó, còn lo là lo mặt chị tiền bạc nè. Dạ. Nếu anh đó không có tiền rồi sao? Đâu được. Tóm lại giờ chị nói là anh đó phải có một chút tài sản ở đó. Dạ. Đúng không? Dạ. Còn mới lo, mới gọi là yêu thương lo lắng cho chị được. Dạ. Ừ. Chị cần nói gì đâu nè, chị nói thêm đi. Thôi bây giờ chị nói, bây giờ chị nói cái nào đó để cho anh đó ảnh nghe được, anh hiểu được cái tấm lòng của chị để anh muốn đến với chị. À, cũng như là em nói mấy anh là coi trên chương trình Mảnh Ghép Yêu Thương này nè, em có lên chương trình nè, em nói nếu anh nào thương em thì đến với em không có cần gì hết, chỉ cần là anh cũng như là công việc của anh được ổn định, anh có một cái nhà cho dù là nhỏ hay lớn gì em cũng chấp nhận về với anh nếu anh đồng ý kết nối với em. Nhỏ lơ nhà, nhỏ nhà lớn gì cũng được hết. Dạ, đúng. Dạ. Theo bây giờ chị là cần anh đó phải có một cái nhà, anh đó không có nhà chị có chịu không? Không. Không. Dạ, đúng rồi. Mình thương nhau, nắm dắt tay nhau mà hai vợ chồng mướn nhà trọ ở tiếp. Không chịu phải không? Anh đó phải bắt buộc anh nó có nhà. Nhỏ nhà, nhỏ. Nhà nhỏ cũng được. Đại giờ mà kiếm cái nhà lá hơi khó đó chị. Tệ lắm là cũng phải nhà thiết. Nhà thiết đúng rồi. Ờ. Bây giờ mà không kiếm cái nhà lá là cũng hơi khó lắm đó. Ờ. Tệ lắm cũng cái nhà thiết. À. Thì thôi Tiến cũng cảm ơn chị rất là nhiều ha. Dạ. Đã đến đây tham gia chương trình. Thì em cũng mong rằng sau khi cái clip này đăng lên thì có rất nhiều anh để đến muốn làm bạn với chị. Thì Tiến cũng nói rõ cho tất cả cô chú anh chị em biết luôn, thì cái chương trình của Tiến ở đây thì không bắt buộc đóng phí đóng gì hết, chỉ là bắt buộc là phải có giấy tờ hẳn hồi, giấy chứng minh, giấy căn cước đó photo ra, hoặc là giấy ly dị, hoặc là giấy báo tử thì photo ra cho Tiến, là tí cô chú anh chị em đi đến đây thì Tiến sẽ ghi hình và giúp đỡ cho tất cả cô chú anh chị em. Thì mong rằng tất cả cô chú anh em hãy tham gia chương trình để mà tìm kiếm một nửa yêu thương của mình còn lại. Thì Tiến cũng chúc tất cả cô chú anh chị em một ngày mới vui vẻ, vạn lành, hạnh phúc.
thì có thương mấy anh em thì cho mấy anh em một like, một chia sẻ gì, nhớ đăng ký kênh, giảng chuông thông báo để nhận video mới nhất của mấy anh em. Hồi chào khán giả đi chị. Chào khán giả.